Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình. Như các bạn đã thấy, đây là phòng làm việc mình, là nơi mình trang trí. Đây là những bức tranh do mình tạo ra và mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời. Và mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đầu tiên mình sẽ đi chọn màu tô cho bức tranh của mình các bạn ạ. Các bạn hãy theo dõi quá trình mình đi tô màu nhé. Cảm ơn các bạn. Nằm đéo nào cũng trơn, năm ngoái trơn, năm nay cũng trơn, khỏe trơn.
Như vậy là mình đã hoàn thành xong tác phẩm tô màu của mình các bạn ạ. Các bạn thấy đẹp thì hãy cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Tạm biệt các bạn.